Chào anh em toàn quốc nha. Sau đây mình xin phép là test test và que chi tiết con Sansui cực hiếm 707 NRA, dòng cao cấp nhất của hãng NRA, là cao cấp nhất nha. Em gửi bác Nguyễn Minh Thuận ở Đồng Hới, Quảng Bình. Sau đây em que chi tiết. Con này bác thấy hàng về bác gọi và yêu cầu không test và bác chốt luôn. Chỉ test khi hàng đi thôi chứ không test giới thiệu vì bác sợ lại mất hàng nữa. Rồi, sản phẩm của bác đây rất là mới như thùng xốp luôn. Rồi anh em bật chế độ chất lượng HD hay Full HD để xem nha. Này, hàng đẹp là mất ngay thôi. mẹ bác rất là nhanh tay này, ốp gỗ sườn của nó nha, rất là đẹp, rất là sang trọng, hầu như không tìm được một khuyết điểm nào quanh con này. Dòng hai en nha anh em, tiếng rất là chi tiết. Ô cốt rất là đẹp, vâng. Mở cái máy lên nét chậm này. Rất là đẹp, cảnh nó cực mới luôn. Rồi, quay rất là chi tiết. Đây là lưng em nó mới tròn luôn nha. Đây là catalog bên Nhật về. Bác có sành tiếng Nhật thì có thể mở ra và Đẹp hướng dẫn. Này, hầu như không tìm một khuyết điểm nào. mới lung linh luôn. Rồi, sau đây là em sẽ đấu nối và test trước hàng trước khi đi. Sáng mai cũng gửi cho bác luôn nha. Rồi em cũng đấu nối xong rồi. À, con này nó mới quá, nó bóng, nó chá, khó lấy nét. À, chắc là rồi bật nguồn lên nha. Trời ơi, nó bật rồi đi. Em này là đồ âm là dòng hai en nên tiếng nó hướng tới là chi tiết nhẹ nhàng. Chép rất là mịn, tiếng là rất là ngọt ngào và không bị chói tai. Mới qua nó ánh lên rồi các bạn, chá lên luôn rồi.
Chào anh em nha. Mà con này đã có chủ nha.